Ghe mẹ tìm con. A Jing và mẹ nuôi được mấy con dê. Trong bầy dê có một con dê mẹ trên trán có một sợi lông mày màu vàng. Tuy nhiên tuổi của nó cũng hơi già một chút, nhưng mà năm nay nó còn sanh được một con dê con toàn thân trắng như tuyết. Được rồi, ta biết bọn mày đói rồi. Đừng có kêu nữa, ta sẽ dẫn bọn mày lên núi ăn cỏ. Dê mẹ lông mày vàng, ngươi mau dẫn bảo bối của ngươi ra đi. Muộn rồi, cỏ tươi ngon sẽ bị bọn nó ăn hết đó. Tiểu Ngọc Đoàn à, chú phải ngoan ngoãn chạy theo sau lưng mẹ của chú đó, không được chạy lung tung đâu đó. Ta thật sự đã già rồi, đi có một đoạn đường như vậy mà cũng không có sức nữa, phải ăn một chút gì đó để bồi dưỡng lại sức khỏe. Sao cô lại ăn cỏ ở chỗ này? Cỏ ở đây đâu có ngon đâu. Hay là chúng ta đi lên trên sườn núi ăn ít cỏ tươi ngon hơn? Đúng đó, lập tức đi lên sườn núi đi. Ở đó có nhiều cỏ non lắm. Để tôi ăn trước chút gì bổ sung cho cơ thể cái đã. Lớn tuổi rồi, đi không có nổi. Mẹ ơi, cỏ ở đây có ngon không vậy? Mùi vị chẳng ra gì, con đừng ăn. Một chút nữa lên sườn núi rồi con hãy ăn nha. Dạ được. Cỏ ở đây mẹ cảm giác mùi vị có chút gì lạ lạ, nhưng ăn vào miệng hương vị vẫn rất là non. Được rồi, đừng ăn ở đây nữa. Mau chóng đi lên sườn núi thôi, cỏ ở trên đó mới ngon. Miễn là thức ăn thì những con dê này liền có thể ngoan ngoãn ở lại đây rồi. Mình cuối cùng cũng có cơ hội để đi làm việc khác. Mẹ, mẹ ơi, cỏ ở bên đó ngon nè. Mẹ, mẹ ơi, cỏ ở bên đó cũng rất non. Bảo bối à, con đừng chạy lung tung. Nếu mà đi lạc là phiền phức lắm đó con. Mẹ ơi, con không có lạc đâu. Cỏ non bên đó, con và mẹ cùng qua đó ăn đi mẹ. Con đi đi, mẹ không đi qua đó đâu. Con đừng có đi xa quá. Mẹ muốn ở đây nghỉ ngơi một chút. Mình làm sao thế này? Sao mà mắt mình càng lúc càng mở không lên vậy chứ? Khổ ngủ quá. Dê mẹ mày vàng ở đó có thể suy nghĩ, nó đã ăn số cỏ ở bên đường có chứa chất độc. Đợi khi nó nhận ra điều này thì thị lực của nó đã suy giảm. Cho dù những thứ ở gần bên nó cũng không thể nhìn rõ được. Được rồi, về nhà thôi, tất cả hãy mau lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mắt của tôi sao thế này? Sao mắt mình càng ngày càng không nhìn thấy rõ vậy? Bảo bối à, hôm nay con ăn no chưa vậy? Nè, đến đây với mẹ nè. Cô nhìn thấy rõ không? Tôi không phải là con trai của cô. Vậy con trai của tôi đâu rồi? Các bạn có nhìn thấy con trai của tôi ở đâu không? Chúng tôi không có nhìn thấy. Đúng vậy, khi chúng tôi trở về hình như không có nhìn thấy con trai của cô đâu cả. Bảo bối, bảo bối của tôi đang ở đâu vậy? Con về mẹ mày vàng này, hôm nay sao lại như vậy? Sao nó cứ kêu mãi không ngừng? A Tịnh à, con Tiểu Ngọc Đoàn đâu con? Con của con dê mẹ mày vàng đâu? Sao không thấy? Trời ơi, Tiểu Ngọc Đoàn đi đâu mất tiêu rồi? Như vậy phải làm sao đây? Mẹ ơi, chúng ta hãy mau đi lên núi tìm nó đi. Trời tối quá rồi, khi trời tối mà ta đột ngột đi lên núi thì rất là nguy hiểm. Hãy đợi đến sáng mai, sau khi trời sáng, chúng ta sẽ đi tìm. Ngày mai, hãy đi tìm vậy. Dê mẹ phát hiện con của mình đã mất. Nó ở trong chuồng, kêu lên từng tiếng kêu bi thương thống khổ. Chú nhìn xem đây là cái gì, đến nếm thử một chút đi. Dê đặc biệt thích liếm muối ăn. Muối ăn có thể làm cho nó yên tâm. Nhưng muối ăn với nó ngay bây giờ, sao mà không có một chút hứng thú gì. Chú mày đừng có đau lòng quá. Tao biết chú mày đang nhớ con của chú lắm. Tao hứa với chú mày, đợi đến ngày mai trời sáng, tao sẽ đi tìm con cho chú mày nha. Mẹ ơi, nó thật sự quá tội nghiệp. Đúng đó, nó thật sự là quá quá đau khổ. Nhưng hôm nay
không còn cách nào khác. Trước đây dê mẹ mất đi dê con, mẹ cho nó một ít muối để ăn để phân tán đi sự chú ý của nó. Nhưng con dê mẹ mày vàng có tuổi này rất khó an ủi nó. Mẹ thực sự không có cách nào khác để phân tán nỗi đau khổ của nó. Mẹ ơi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài sớm để tìm được con tiểu ngọc đoàn, để mẹ con chúng nó sớm ngày đoàn tụ. Ừ, được rồi, ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi tìm dê con nha. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, người mẹ liền thức dậy chuẩn bị đi lên núi tìm chú dê con. Mày đừng có quá đau buồn nữa, tao sẽ đi tìm con dê cho mày. Mày cũng muốn cùng tao đi lên núi tìm con của mày phải không? Được rồi, mày sẽ cùng đi với tao nha. Mẹ, mẹ ơi, mẹ có ở nhà không? Thì ra mẹ đã dẫn nó đi tìm dê con rồi. Mình cũng phải đi giúp một tay thôi. À, chuyện gì xảy ra thế này? Hình như nó đã ăn phải cỏ có độc. Hiện gì nó cứ bỏ rơi con của nó mà cũng không hay biết gì. Dê mẹ ăn phải cỏ có độc nên đôi mắt của nó không nhìn thấy rõ nữa. Cuối cùng là nó đã ăn cỏ có độc ở đâu vậy chứ? Mày có đi được nữa không vậy? Hay là mày nằm ở đây nghỉ một chút đi nha. Tao một mình tìm con cho mày cũng được. À, mày còn muốn tự mình kiên cường đi tìm con nữa. Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm Tiểu Ngọc Đoàn nha. Như vậy mày cũng sẽ an tâm hơn. Tiểu Ngọc Đoàn, chú ở đâu vậy? Ngọc Đoàn ơi, chú mau ra đây đi. Mẹ của chú sắp chết rồi kìa. À, tìm được rồi, Tiểu Ngọc Đoàn. Tiểu Ngọc Đoàn, sao chú chạy đến đây vậy chứ? Làm tao sợ muốn chết luôn nè. Đi thôi, tao giúp chú đi tìm mẹ của chú. Bà ấy nhớ chú sắp điên lên rồi. Nhưng lúc đó, con dê mẹ mày vàng đã sức cùng lực kiệt. Đột nhiên, nó hướng về đám cỏ đó mà đi tới, và sau đó, nó cứ đi tới đi lui quanh đám cỏ đó. Mày đang làm cái gì vậy? Mày đói rồi hả? Có phải mày có chuyện gì muốn nói với tao hay không? Mày đói rồi phải không? Cỏ độc? Đây là cỏ độc sao? Tao hiểu rồi, có phải mày muốn nói cho tao biết đây là cỏ có độc không được ăn không? Có chúng tôi trông coi đàn dê thì sẽ không cho chúng ăn cỏ độc như vậy đâu. Nhưng nếu con Tiểu Ngọc Đoàn đi lạc và ngộ nhỡ nó ăn phải cỏ độc này thì biết phải làm sao đây? Đúng đó, nếu con của tôi nó mà ăn cỏ độc này thì tiêu rồi. Không được, tôi không thể để cho con của tôi ăn phải cỏ độc này được. Mày làm gì vậy? Mày điên rồi hả? Ăn nhiều cỏ độc như vậy, mày sẽ mất mạng đó. Tôi phải ăn sạch đống cỏ này, quyết không để con của tôi nhìn thấy. Nếu không, nó sẽ ăn phải đống cỏ độc này. Không được, mày không thể ăn được nữa. Nếu mày ăn tiếp tục, mày sẽ bị sanh bệnh mà chết đó. Ngay lúc này, A Tịnh bồng con Tiểu Ngọc Đoàn từ xa đi tới. Dê mẹ nhìn thấy con Tiểu Ngọc Đoàn nằm trong vòng tay của A Tịnh thì đã liền kêu lên. Dê mẹ mày vàng sức đã yếu sau khi nghe được tiếng kêu của con Tiểu Ngọc Đoàn. Trong phút chốc, nó đã lấy lại tinh thần và nó liền chạy về hướng của Tiểu Ngọc Đoàn. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã tìm được mẹ rồi, con nhớ mẹ lắm. Đây là con của tôi, đúng rồi, con của tôi đã trở về. Mẹ ơi, sau này con sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Trở về là tốt rồi, trở về là... mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mau tỉnh dậy đi mẹ. Tiểu Ngọc Đoàn nhìn mẹ mà kêu khóc không ngừng, nhưng đôi mắt của dê mẹ đã vĩnh viễn nhắm lại rồi. Dê con đột nhiên quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng, phát ra tiếng kêu thống thiết bi thương, ai nghe cũng phải thương xót. Mẹ ơi, cha mẹ thật là vĩ đại. Trên thế gian này, tấm lòng của cha mẹ không chỉ có loài người mới có lòng yêu thương con cái, mà ngay cả động vật khi nhìn thấy con của mình gặp khó khăn hoặc khi tính mạng gặp nguy hiểm thì luôn luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ con của mình bình an, mạnh khỏe. A-di-đà Phật.
đa phần. Nam mô A Di Đà Phật.